Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ câu ở cái bãi này nha các bạn. Bữa giờ thì ra đây nó còn sớm á, giờ chuẩn bị đồ. Đây mới mua gàng câu các bạn, còn tem luôn. Bữa này nó còn sớm đó các bạn, mình câu cá cam thử coi có con nào. Chút nữa tới tối bắt đầu câu bạch tuộc. Đây các bạn, chuẩn bị giờ xuống câu thôi. Trời lặn rồi các bạn ơi, chuẩn bị xíu nữa là bắt đầu mặt trời nó lặn đi, trời tối là câu cá hố được nha các bạn. Cứ giờ mặt trời lặn rồi các bạn. Ở bên đó ông chụp hình, chụp cảnh hoàng hôn các bạn. Hôm nay mình có ghé cái chỗ bán đồ câu á, mình mua cái gàng câu mới với mấy con mồi câu bạch tuộc. Tại cái gàng câu cũ tối hôm qua đi câu cá hố nó bị bể cái phen rồi các bạn, giờ quăng ra là nó rối nhợ rồi. Đây, mồi câu bạch tuộc rồi các bạn. Đây, mồi câu bạch tuộc hôm nay mình mua mới, nó còn trong hộp luôn nè. Đẹp ghê không, y như con tôm nha, thiệt luôn. Vô câu bạch tuộc nha các bạn. Cái này nè các bạn, buổi chiều người ta đi tập thể dục đông lắm, người ta chạy bộ nè. Đây là cục chì nè các bạn, cột thêm cục chì này cho nó nặng vô để nó chìm xuống đáy. Còn tôm không thì nó nhẹ lắm. Đây nè các bạn, câu bạch tuộc người ta làm vậy nè nha các bạn. Làm vậy là câu nó nhạy lắm.
Đó, có cục chì cho nó nặng, nó chúi cái đầu xuống lúc mà ấy, nó nhịn nhịn cái đít là như này, giật giật vậy 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 đó vậy. Còn bạch tuộc thấy rung rung là lại. Ở đây có cái sọt rác nè các bạn, rác lớn gần câu hư gãy gì dục vô đây nè, rác chai nước uống nước ngọt cà phê gì bỏ vô đó các bạn. Được một con rồi nè các bạn. Được hai con các bạn. Đây các bạn, dính một con nữa nè các bạn. Cá chẽm nha các bạn. Nhiều lắm. Được một con nữa này các bạn. Này các bạn, câu dính cá này bự nè các bạn. Cá chém nha các bạn. Dính được con nữa nè các bạn.
Thành quả hôm nay câu được nhiêu đây nè các bạn, để mình đếm thử coi được mấy con nha. 2 4 6 8 10. Nay câu được 12 con các bạn. Có con cái con bự nhất hồi nãy mình căng nó được 2 ký rưỡi nha các bạn. Căng có con bự à, con bự được 2 ký rưỡi. Bây giờ này là cứ giờ là 3 giờ rồi các bạn, hôm giờ mình dọn đồ mình về nha các bạn. Rồi, mình cũng chào mọi người nha. Thì các bạn, nay câu được con cá bự các bạn. Đây. Cái đầu bự ghê không? Nãy mình căng nó là nãy mình căng nó được 2 ký rưỡi các bạn. Bự đã ghê không? Cá chẽm các bạn. Về tới nhà nè các bạn, bữa nay câu được nhiêu đây nè, nãy ngoài biển nó tới thui lùi rồi.
Xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.